Huệ, Đoàn Thái Nguyên, Phó Tổng Thanh, trong bài bạn Nguyễn Văn Thanh, trong bài thả Nguyễn Đức Cô, trong bài viên Lưu Thế Văn, Hoàng Thị Hoàng, trong bài Việt Nam, Vũ Văn Thiện. Các trọng tài chuẩn bị điều kiện thi đấu. Thi đấu bắt đầu. Sau lần này trọng tài Lê Văn Đức. Hai thành viên đoàn giữa thẳng vô quả. Trận đấu